Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Một cái mới, chúc anh em làm việc học tập thật là tràn đầy sức khỏe anh em nhé. Trong clip hôm nay thì mình sẽ đến cho anh em những mã code gọi là đang còn sử dụng được này, trong cái gọi là sự kiện của tháng 12 Noel này. Đấy, nói chung là mình không biết là bao nhiêu mã code nên mình gọi tóm gọn lại là những mã code anh nhá. Đấy, không anh em lại bảo là mình lại nói nhầm là 8 mã code xong nó lên tầm 7, 8, 9 mã code cái thì anh em lại bảo là anh nói điêu đúng không. Đấy, thì nói chung là mã code của những gọi là mã code từ đầu sự kiện đến giờ, đấy, từ lúc mà đầu tháng 12 đến giờ, mà code nào sử dụng được thì mình sẽ gom lại trong một clip hôm nay. Mình sẽ đưa đến tất cả cho anh em, tất tần tật cho anh em luôn. Anh em nào chưa nhập thì có thể là nhập vào này, còn nhập rồi thì có thể là thôi để cho anh em khác nhập, không là hết lượt nhập của anh em nhá. Mình cũng không biết là mà code này chắc không biết là có ra lượt nhập không nữa. Đấy, còn nếu mà ra lượt nhập thì anh em có thể là anh em nhập rồi thì thôi, còn anh em mà chưa nhập thì có thể là đưa cho các bạn khác nhập nhá. Đấy, còn anh em nào muốn nhận quà từ mình này thì anh em nhớ là làm đủ bước like, đăng ký kênh, comment đi game xuống dưới. Mình đầu clip anh em thấy mình đã tặng cho một bạn là cái cánh thiên thần đúng không? Đấy, khá là ngon luôn anh em ạ. Đây, trong phần đây mình thấy gọi là khá nhiều anh em xin quà này mà mình chưa tặng được hết cho anh em. Đấy, gần 1.000 thư rồi, mình nói chung là 1.000 thư mình sẽ tặng luôn cho anh em. Đây, mình sẽ trong đây có rất là nhiều phần quà này, như cái ô này. Đấy, rồi nói chung rất rất nhiều mọi thứ luôn. Cái xin nha cái gì anh em này, đấy, rồi pháo này, cánh thiên thần, cánh ác quỷ có hết nhá. Đây, nói chung rất rất là nhiều luôn, anh em thích phần quà gì cứ comment xuống dưới cho mình. Chắc chắn 100% nhận được quà từ mình nhá. Ok chưa? Khá là anh em gọi là xin quà nên là mình cũng gọi là thắc mắc là anh em tại sao lại xin quà mà lại không muốn có kim cương. Đấy, muốn có kim cương có thể là ngay bây giờ mình ngay một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để có thể gọi là lấy được nhiều kim cương của mình. Đây, còn bây giờ thì mình sẽ gọi là vào phần nhập cốt. Nhập cái cốt xem là anh em đã nhập mấy cốt này chưa nhá. Đây, mình sẽ vào nhập cốt này. Nhập coupon của anh em đây. Mã cốt của anh em là anh em sẽ nhìn theo trên màn hình của mình và anh em viết theo nhá. Đây. Cứ viết theo giống mình thì mã code này sử dụng được 100% luôn nhá. Đây, mã code đầu tiên của anh em đây anh em. Đấy. Mã code đầu tiên mình sẽ nhấn nhận quà nhá. Nhận quà này. Quà đã gửi đến hộp thư của mình nhá. Đấy, thì tí là mình sẽ giao hộp thư xem là quà là cái phần quà gì. Đấy, thì mình sẽ mang đến mã code tiếp theo cho anh em đây. Mã code tiếp theo của anh em là đây anh em, mình để mình vào đây cái. Mình xóa cái mã code này đi. Đấy, anh em nhớ là lưu ý mấy cái chữ viết hoa và chữ viết thường nhá, không là nó lại gọi là cái gì nhỉ? Kiểu như là nó chữ viết hoa viết thường nó khác nhau hoàn toàn đấy anh em ạ. Đấy, nên là anh em nào gọi là không biết thì có thể là xem kỹ nhá. Đây, mình sẽ vào thư xem là phần quà đấy là phần quà gì này. Phần quà đấy là được một đôi giày của cái gì đây, bốt kẹo hạt rẻ anh em ạ. Ui, nói leo cả lưỡi luôn mà cày thật chứ anh em nhỉ. Tên làm cái tên nó có thể đọc một tí chứ làm cái tên thế này nó gọi là hơi căng. Đấy, đây mình sẽ gọi là nhập mã code tiếp theo cho anh em đây. Mã code tiếp theo của chúng ta là đây anh em, mình vào mình xem nào. Mình chắc là mình sẽ đem đến cho anh em vài cái mã code trước thôi anh em ạ. Đấy, mang đến cho anh em nhiều quá thì kiểu như là một không phải là mang đến một vài mã code trước mà là mang đến cho anh em ba cái mã code, bốn cái mã code đầu tiên này. Đấy, xong rồi anh em gọi là sẽ giới thiệu cho anh em một cách để có thể lấy nhiều cương, xong rồi mình sẽ hướng dẫn cả đem mấy code khác cho anh em nhá. Đây, mình sẽ nhập mã code tiếp theo đây anh em. Anh em để ý kỹ clip để có thể là nhận được code từ mình nhá. Đây, anh em đợi một tí mình nhập cái này. Đây, xem ES từ từ anh em. Rồi, đây mã code tiếp theo anh em, mình sẽ nhận luôn này. Coupon thì này thì nói chung là mình đã sử dụng rồi. Đấy, đã sử dụng rồi nên là anh em nào gọi là chưa nhập có thể là nhập vào. Còn nhập rồi thì thôi nhá. Đấy, mình sẽ nhập thêm một cái mã code nữa để cho anh em có thể là anh em làm theo nhá. Đây, mình đang đến cho anh em luôn này. Kurumi. Đây, một tí nhá. Ok, mình đã viết cái bật tiếng Việt nên là nó cứ bị kiểu gì anh em ạ. Đây rồi, Kurumi này. Nói chung là nó tiếng Anh cả anh em ạ, nên là anh em chú ý giúp mình nhá. Đây, và code tiếp theo anh em đây mình sẽ nhập luôn này. Code này nói chung là mình đã sử dụng rồi. Đấy, nên là anh em nào mà chưa sử dụng có thể là nhập vào. Còn mà sử dụng rồi thì thôi nhá. Đây, mình thêm một cái mã code cuối cùng và mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để em có thể là gọi là lấy nhiều đá quý giống như mình nhá. Nói chung là mã code nào còn sử dụng được thì mình sẽ đến cho anh em. Đấy, còn không sử dụng được thì thôi anh em nhá. Đấy, không sử dụng được thì thôi mang đến cho anh em gì. Đây, mã code tiếp theo đây anh em. Đấy, mã code nói chung mấy mã code này mình đã sử dụng hết rồi. Anh em nào chưa sử dụng có thể nhập vào. Đấy, ok chưa? Còn anh em bây giờ đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để em có thể lấy nhiều đá quý giống mình nhá. Đây, khá là dễ thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá.
Sắp tới Giáng sinh rồi mà anh em không có tiền nạp đá quý game cho người yêu, đừng lo, hãy đến ngay với shopgametoweather.com. Shop có các loại vòng quay cho anh em tha hồ lựa chọn. Ở đây là có vòng quay tiền sao, vòng quay đá quý với mệnh giá gọi là đang giảm giá trong mùa Noel này, chỉ có lại 30.000 một vòng quay đá quý thôi anh em ạ, khá là rẻ đúng không? Ở đây thì mình sẽ gọi là đăng nhập lại cái nick của mình xem là mình đã nạp bao nhiêu trong gọi là bao nhiêu trong cái shop này nhá. Đây, đợi anh em, đợi mình một đăng xuất nick ra, mình đăng nhập lại cái nick của mình cái này. Đoạn này nói chung là mình cũng khá nhanh thôi, bảo mật nói chung là uy tín lắm anh em ạ, anh em cứ nhớ được cái tài khoản của anh em là khá là ngon rồi. Đấy, cứ nhớ được tài khoản của anh em thì anh em không bao giờ sợ mất nick trong đây nhá. Đây, tài khoản của mình sẽ nhập nốt vào trong đây rồi mình xem là trong cái nick mình nạp bao nhiêu cái tiền vào trong đây, mình đi test vòng quay cho anh em nhá. Đây. Thì ở trong nick mình đang có với giá là 530.000 anh em ạ. Đấy, còn khá là nhiều tiền luôn mình đã nạp vào trong đây. Thì khi nào mà anh em mới vào shop, anh em có thể là nhấn vào con vịt ở góc bên trái màn hình này, ở dưới ấy. Đấy, nó đang bảo hello này, hello tần, nhấn vào tới này. Thì anh em phải nhấn vào đấy để nhận, có thể nhận nhá. Mình ở đây thì mình nhận rồi nên là nó bảo là nhận rồi thì thôi. Đấy, ok, thì nói chung là anh em nào mà mới vào shop thì có thể nhấn vào con vịt để nhận quà nhá. Còn bên đây là bên góc trên là cái chỗ nạp thẻ anh em ạ. Ở đây mình sẽ test một cái vòng quay đá quý trước cho anh em này. Đấy, anh em thấy cái bảng bên phải không? Khá nhiều anh em trúng được rất là nhiều đá quý luôn nhá. Ở đây mình sẽ test nhân phẩm mình với lượt quay đầu tiên nhá. Đây, sẽ test luôn này. Một lượt quay chỉ tốn 30.000 của anh em thôi, nhưng mà gọi là khá, đem lại với anh em là khá được nhiều đá quý luôn. Nhân phẩm vòng quay đầu tiên của mình đã được bao nhiêu anh em? Mình xem nào. Ui, được 360.000 đá quý anh em ạ. Ui, khá là nhiều đúng không? Đấy, anh em chỉ mới 30.000 mà được 360.000 đá quý, còn khá là ngon gì nữa đúng không? Đây, mình test nhân phẩm vòng quay thứ hai xem nào. Xem lần này được bao nhiêu. Ui, 750.000 đá quý anh em ạ. Ui, thế là này giờ cộng lại được một tầm khoảng hơn triệu đá quý rồi. Ui, khá là ngon luôn. Đây, nhân phẩm vòng quay thứ ba này, vòng quay cuối cùng này, mình xem nhân phẩm mình cuối cùng được mấy nhá. Ui, nổ hũ anh em ơi. Đấy, 9.999 đá quý, khá là nhiều luôn anh em ạ. Đấy, đá quý thì anh em bảo sao mình không giàu đi. Một cái clip nào cũng tầm vài trăm nghìn, vài chục nghìn đá quý, không giàu không? Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ thoát ra màn hình chính, mình quay vào chỗ rút vật phẩm, mình rút đá quý về nick của mình nhá. Ở đây thì anh em sẽ dán là một trong gọi là một hoặc là ID game của anh em, hoặc là cái tên của anh em cũng được nhá. Đây, mình sẽ có rút gói tầm 9.999 đi. Rút ít thôi chứ rút nhiều hệ thống nó duyệt hơi lâu ấy, anh em thông cảm giúp mình nhá. Đấy, đây thì bạn vừa rút thành công 9.999 đá quý thành công cho ID Hùng Bắn Nick rồi. Đấy, thì nói chung là rút thành công rồi thì anh em gọi là sẽ gọi là quay lại game và nhận quà thôi. Anh em nào muốn có nhiều đá quý cho mình thể vào ngay với shop nhá. Thì đường link shop của shop này mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em kéo xuống phía dưới và anh em nhấn vào đường link, nó sẽ dẫn anh em tới trang chủ của shop luôn. Còn bây giờ quay lại nick và nick và nhận quà nhá. Ok. Rồi ok anh em, thì nói chung là mã code mình đã đến cho anh em là được 4 cái mã code rồi. Đấy, còn ai mà muốn có nhiều đá quý như mình này thì hãy vào ngay với shop. Đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em kéo xuống phần mô tả này hoặc là phần bình luận ở dưới ấy. Mình sẽ ghim dưới phần bình luận, anh em chỉ cần nhấp vào đường link nó sẽ dẫn anh em tới thẳng trang chủ của shop nhá. Đấy, thì nói chung là nãy mình có rút trong shop là 10.000 đồng cương đã về nick rồi, khá là nhanh luôn anh em ạ. Chỉ gọi là trong vòng tầm mấy giây thôi là đã về nick rồi, khá là nhanh nhỉ. Thì anh em nào muốn có nhiều thì hãy vào ngay với shop nhá. Đây, thì tiếp theo là mình sẽ mang đến với anh em thêm một cái vài cái mã code nữa, không là đợi thời gian của anh em cũng gọi là có hạn đấy. Nên là mình đem đến nhanh cho anh em nhá. Mã code này thì anh em nhập rồi thì thôi, hoặc là chưa nhập thì có thể là nhập vào nhá. Đây, mình sẽ nhập và anh em nhìn, cứ nhìn lên màn hình của mình thôi và nhập theo nhá. Nói chung là mình đang nhìn ở một cái điện thoại nhìn lên đấy, nên là nó cũng hơi gọi là hơi khó khăn một tí, viết hơi chậm, anh em thông cảm nhá. Đây, mã code tiếp theo của anh em đây. Nói chung là mã code mình đã sử dụng hết rồi, mình mang đến cho anh em mình thu thập lại thôi. Mình sẽ nhập thế này cho anh em xem là có lại gọi là gì nhỉ. Anh em lại bảo là mình đưa code kiểu kia ấy, mình đưa lên màn hình cho anh em lại bảo là không nhập được cái thứ ấy, nên là mình sẽ nhập luôn cho anh em nhá. Đây, 2k star này đúng nhỉ? Ok, kìa. Anh em cứ nhìn trên màn hình đi nhá, mình sẽ gọi là mình nhập rồi mình để lên đây cho anh em. Rồi, mã code tiếp theo anh em. Đây, bây giờ mình sai một chỗ rồi. Đây, mã code được anh em, mã code tiếp theo anh em đây, anh em nhận này. Thế nói chung là mà tất cả tất mã code mình đem đến cho anh em, chỉ có hai mã code đầu là mình chưa nhận thôi. Còn mấy cái mã code dưới đây thì mình nói chung là mình đã nhận hết rồi, nên là cũng gọi là không có cái gì là mình chối anh em. Nói chung là chả có gì gọi là giả dối anh em đúng không? Đấy, có thật thì đem đến cho anh em thật, chứ anh em nào nhập rồi thì đừng có bảo là đừng có mắng linh tinh nhá. Đấy, đừng comment bậy xuống dưới phần comment, nên là nó hơi gọi là hơi mất thầm phong mỹ tục anh em ạ. 20 game này. Chết. Đây, rồi, nhập luôn này.
Cốt này đã hạn. À cốt này hết hạn rồi anh em ạ. Ngày 17 là hết hạn. À cốt này thì hết hạn rồi. Nói chung là anh em nào chưa nhập có thể nhập thôi nhá. Đây còn một cái cốt cuối cùng này. Cốt cuối cùng của anh em đây. Cốt cuối cùng của anh em đây. Cốt này là một cái cốt gọi là hết hạn vào ngày 31 tháng 12 nhá. Nên là anh em cứ thoải mái nhập đi. Chưa hết hạn là anh em còn cứ thể nhập được. Giờ biết. Không biết là anh em đã nhập cái cốt này chưa, nhưng mà chưa nhập thì có thể nhập vào. Đây cốt tiếp theo đây anh em. Đây sai một chỗ cái này. Đây rồi. Sai luôn luôn. Đấy cốt tiếp theo anh em đây. Cốt không hợp lệ à. Ai ra cốt không hợp lệ rồi. Để xem nào. Alphabet. Ok, sao mà cốt không hợp lệ rồi anh em, từ từ đợi mình một tí mình xem lại mảng cốt nào. À đây đúng sai chữ A anh em ạ, sai chữ A là thành chữ S. Mình nhầm một tí nhá. Đây, mà chữ A thành chữ S này. Đây rồi, mà nhập luôn này, đấy mà cốt đã sử dụng rồi, nói chung mình đã nhập hết mảng cốt này rồi. Nên là anh em nào chưa nhập thì có thể nhập vào nhá. Còn ai là muốn nhận quà từ mình này thì có thể là nhập nhanh comment xuống bên dưới, mình sẽ nhập tặng quà cho anh em nhé. Đấy ok, thì chắc là clip mình cũng khá dài, chắc mình cũng tạm dừng tại đây thôi. Anh em mà thấy video mình hay này thì nhớ là cho mình xin một lượt like và một lượt đăng kênh nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.